Xin chào quý vị và các bạn nhé. Xưởng mành tre Trúc Thịnh Phát chuyên cung cấp xỉ và lẻ mành tăm tre trang trí. Mành tăm tre trang trí được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Mành tăm tre trang trí trần, mành tăm tre trải bàn. Chúng tôi cung cấp số lượng lớn. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0908 202 799 hoặc số điện thoại 0969 233 186. Chúng tôi cung cấp số lượng lớn xỉ và lẻ toàn quốc, ship hàng 63 tỉnh thành. Các hàng theo kích thước yêu cầu nhé. Mành tăm tre sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ mành tăm tre chúng ta sử dụng để trang trí đám cưới, trang trí sân khấu, mành vách ngăn, vẽ tranh, hoặc là chúng ta sử dụng mành trang trí trần. Mành tăm tre cũng có thể sử dụng để che nắng cửa sổ, mành rèm che nắng cửa sổ nhé. Xin chào quý vị và các bạn.